Chào các bạn, hôm nay mình có mặt ở trên Anh Quốc, mình cùng phái đoàn có ba gia đình đi. Ở đây có gia đình anh Trung, đây anh Trung đây, và gia đình chị Linh. Đây gia đình anh Trung, đây gia đình chị Linh. Mình đi chơi tham quan ở trên Quốc coi có cái gì đặc biệt hơn để mình view lại quay cho các bạn xem ha. Rồi, mời các bạn theo dõi nha. Đông quá trời nè. Chị Linh là mất hồn nè, tìm cái điện thoại này chạy quýnh hết. Đi với bồ nhí nè. Bồ nhí. Bồ nhí. Xong rồi đó ông ơi, ông ơi. Đẹp chưa? Cả nhà nè. Ngon quá trời, ăn sáng đây cũng thấy ok đó. Khách sạn mình ở nè, ăn cũng được. Đó, đó. Đâu đây anh Trung? Đi đâu? Đi London, nước Anh hả? Anh Quốc hả? Giờ đi tàu điện đi đâu vậy? Đi ra thành phố hả? Anh vô dắt tới đó chơi ha. Tham quan cái nước Anh Quốc ha. Đi mấy ngày về chú? Tuần lễ ha.
bắt tay ôm nó cái à, chào hình. Mua đi. Thank you.
nước sinh tố đây.